Rồi chào các bạn nha, nay bắt đầu mình múc đất lên làm cái nền nhà nha các bạn. Đây bên đây có tài xế rồi nha. Đó mình sẽ múc ngay đây nha. Đó nay chuẩn bị có dự án mới nha các bạn. Đây để bên đây có mình múc lên trước nha, trong chút xíu tài xế anh kia bắt đầu đóng nhiều nhiều vô cái tài xế mới múc đất dục vô nha. Đó. Đó, tài xế bắt đầu múc rồi đó nha. Rồi giá gạo lên được rồi. Chưa rõ. Đó tài xế hổm này lâu quá rồi không có lái vì quên đó nha. Rồi dính gạo luôn. Nay trời này còn đang mưa nữa nha các bạn, mưa nó lên đầy đầy gạo không rồi đó. Gào dữ à. Quá chừng đất rồi. Coi thở vô miếng nữa. Đó nay dời vô dời đất vô túc trong luôn nha các bạn. Ôi đất rồi cả lên tới trên luôn.
nhóc cái gạo luôn. Đó, chỗ này thật bắt đầu sâu xuống rồi đó. Tràn cái gạo luôn, quá trời ơi. Không kiếp không? Ôi, đất trào tới trên luôn. Đó, lấy đất đầy đầy gạo đúng không? Thọc cái này bắt đầu sâu xuống dưới rồi đó.
chiếc cô bạc cô bốc à. Rồi mình xin tạm dừng video đây nha các bạn, hẹn các bạn.